tầm thi lần thứ hai, chịu trách nhiệm chương trình Hồng Quốc Khánh, giám đốc nhà hát Tây Đô, biên tập dàn dựng nghệ sĩ ưu tú Kiều Nga, dẫn chương trình Linh Sang, thiết kế trang trí mỹ thuật Danh Tấn Phúc, âm nhạc Minh Luân, Hoàng Tuấn, cổ nhạc Thành Thái, Ý Nguyện, Lê Em, Nguyễn Sự, âm thanh Quang Khải, Thanh Phước, ánh sáng Văn Tùng, Thanh Sơn, phục trang Thu Hương, đạo cụ Thanh Nhớ, chỉ huy đêm biểu diễn Đặng Thành Thái. Và bây giờ, chương trình sân khấu cải lương và cổ cầm thi lần thứ hai xin được phép bắt đầu. Miệng kề thương anh bài câu hò lần tiếng hát đưa
bụng của tôi nó thiệt thà, nên hãy nghĩ làm sao thì tôi nói ra làm vậy. Nếu mà anh ba xuống tới đây chỉ vì cái bánh bông lan, thì để tôi gói cho anh vài chút cái anh đem về xứ để anh dùng. Không có ăn hết dữ vậy cô hai. Dạ cảm ơn cô hai. Cũng được có mấy bữa đâu mà cô phải mừng lòng. Vậy chứ tôi biết làm sao cho anh ưng bụng. Không lẽ tôi cho anh mượn khuôn, mượn lò để anh về anh nướng bánh anh ăn hả anh ba? Dạ cảm ơn cô hai. Nhưng mà tôi nghe người ta nói á, là cái nghề làm bánh này không phải ai muốn làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng và phải khéo tay nữa, đúng không cô hai? Vậy hôm ấy anh ba về rồi đưa chị ba xuống, ba má tôi không có xuống bụng dâu ơn. Nhưng ngàn một điều là tôi chưa có vợ. Ủa, nói vậy anh ba chưa có vợ hả anh ba? Dạ, thú thiệt với cô hai, từng tuổi này mà tôi ở chỉ có ơn hà. Thôi, tôi biết rồi, chắc tại anh ba lọc lừa kén chọn nên chưa có cô nào vừa ý hết phải không? Dạ, cũng có lọc lừa, có kén chọn gì đâu. Nhưng chắc tại cái mùi vị bánh bông lan mà cả đời tôi quên không có đường. Vậy để tôi làm mai cho anh cô bạn, làm bánh bông lan kéo nhất nơi này. Dạ cảm ơn cô hai. Mà cô hai nè, hồi nãy giờ tôi nói cái gì á, cô hai cũng bàn ra mới trơn mới nổi là sao vậy cô hai? Thôi thì thôi, hôm qua nói thiệt, tôi xuống dưới này là tại vì tôi nhớ gì anh ba.